Sáng nay, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thanh Đại về tội giết người cướp tài sản. Đây là đối tượng đã có hành vi dã man giết 3 người trong cùng một gia đình. Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Anh Tòa và con gái là Nguyễn Minh Tâm, trú tại tổ 17 phường Phúc Khánh, Thái Bình. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thanh Đại khai nhận có quan hệ tình ái với chị Tâm. Sáng 22 tháng 12, Đại và Tâm cùng lên phòng tại tầng 2 của nhà Tâm. Tại đây, Đại đã dùng khúc gỗ chân tủ có sẵn trong phòng, bất ngờ giết chết chị Tâm. Sau đó, Đại tiếp tục hành vi giết người đối với vợ chồng ông Nguyễn Anh Tòa là bố mẹ chị Tâm, rồi chốt cửa bên trong và ở trong nhà đến đêm 23 tháng 12. Mới rời nơi gây án và mang theo số tài sản cướp được gồm một chiếc xe máy Way, một máy tính xách tay và hai điện thoại di động. Đối tượng Lê Thanh Đại sinh năm 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, đã có hai tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù hồi tháng 8 năm 2012. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.